Xin kính chào quý khán giả của cả hai kênh Nước Pháp Có Gì Hay và Toản Toản in France, Cuộc Sống Miền Núi Nước Pháp. Kính thưa quý vị, bấy lâu nay quý vị cứ thấy em đi lông nhông hết trên rừng rồi tới xuống biển, hết làng quê lại tới phố xá. Chỗ nào mà có trò vui là Toản em có mặt. Vậy cho nên là một số khán giả rất là quan tâm đến cái việc là em làm cái gì để sống ở bên Pháp. Câu hỏi đó chính là nguồn cảm hứng để cho mình làm cái video này. Tính là boss hôm qua nhưng mà đang làm thì cái máy nó bị đình công thưa quý vị, cho nên em phải trễ cho đến hôm nay. Thế thì thưa quý vị, Toản em qua Pháp đến nay là vừa tròn 5 năm 1 tháng. Năm năm, một quãng thời gian quả là không dài đối với một đời người hữu hạn, nhưng nó cũng không ngắn đối với một phụ nữ ngấp nghé tuổi 40 mà phải làm lại cuộc đời ở nơi đất khách quê người như em đây. Thế thì trong 5 năm đó, việc đầu tiên là thưa quý vị, như trên màn hình quý vị thấy là em đi học tiếng Pháp. Đối với cuộc đời đi học mấy chục năm của em mà nói thì có lẽ đây là cái lớp học vui vẻ nhất, lầy lội nhất, bá đạo nhất và cũng ấm áp tình thầy trò, tình bạn bè nhất. Mặc dù mỗi đứa một quốc tịch, không ai giống ai. Bạn Nam đang nhảy nhót cùng với tụi mình đó chính là thầy giáo của Toản Toản thưa quý vị. Bạn là người Pháp gốc Colombia. Và sau khi học xong ấy, thì bạn ấy đã trở thành bạn của mình. Một người bạn rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Bravo! Thế thì lúc mới qua Pháp á, ban đầu là mình cũng tính đi làm cái gì cũng được, miễn là có công việc làm cái đã. Nhưng mà Lo, tức là anh bạn cùng nhà với mình á, ảnh luôn động viên mình đi học và ảnh nói rằng là em có bằng cấp, em có công việc, em có nghề nghiệp của em, thì em nên tiếp tục đi học, em học tiếng đi, rồi sau đó thì em muốn học thêm cái gì đó em học, hoặc là sau đó em cứ muốn làm cái gì thì em làm. Mình thì đương nhiên mình cũng rất là thích đi học rồi, đặc biệt là có ai nuôi đi học nữa thì thích quá. Mà ở đây thì là có chính phủ người ta nuôi đi học, tức là những người mà kết hôn với công dân Pháp như mình á, chính phủ người ta sẽ cho mình học ngôn ngữ nè. Nhưng mà trong cái khóa học ngôn ngữ đó, mình chỉ học có 30% thời lượng là học tiếng thôi. Còn 70% thời lượng còn lại của những cái khoảng thời gian mà được đến trường á, thì tụi mình học đủ thứ hết trơn á. Có học luật nè, có học về cái cách thức tổ chức hành chính của nước Pháp nè, có học về sơ cấp cứu nè, có học về tâm lý học nè, học về luật lao động, học cách viết đơn thư để xin việc làm. Và tụi mình cũng có đi thực tập nữa. Đó. Và trong cái quá trình đi học như vậy thì cái vùng mình ở đó cũng như là chính phủ Pháp người ta có tài trợ cho tiền ăn và tiền đi xe. Vì cái vùng của mình ở cũng là một trong những cái vùng mà có cái mức độ phát triển kinh tế cao, cho nên rất là nhiều dân nhập cư tập trung về đây sinh sống để kiếm việc làm. Chính vì vậy mà cái cơ hội được đi học của mình đó nó không cao, tại vì nó phải chia đều cho những người khác nữa. Thành ra một năm người ta chỉ cho mình đi học khoảng là một khóa, mà một khóa chừng 3 đến 4 tháng là tùy đợt. Thế thì trong 3 năm đầu, cái nhiệm vụ đi học của mình là nhiệm vụ chính. Nhưng mà một năm thì học có 3-4 tháng à, thành ra là cái thời gian của mình nó dư ra rất nhiều. Vậy thì cái thời gian đó là mình làm gì? Thứ nhất á, nếu mà thời gian mình ở nhà thì mình sẽ tự học tiếng Pháp. Ngoài thời gian đó ra á, thì những cái lúc rảnh mình cũng có tranh thủ đi làm chuyện này chuyện kia. Và cái việc đầu tiên mà mình làm ở Pháp trong cái năm đầu tiên mình qua đây á, chính là đi làm chạy bàn cho một cái nhà hàng trong vòng một tháng. Tức là cái tháng đó là cái tháng chờ đi học. Ừ,
Ngoài ra thì mình cũng có nhận dạy kèm tiếng Việt cho người nước ngoài. Học viên của mình á, là những người Anh sống tại Pháp mà có nhu cầu học tiếng Việt và những cái gia đình người Pháp gốc Việt. Có những người họ được nhận nuôi qua đây từ nhỏ hoặc là họ được sinh ra ở đây cho nên họ người Việt mà họ không có nói tiếng Việt thì họ muốn học thì mình dạy cho họ. Ngoài ra thì những đợt thực tập ở trong các cái khóa học tiếng Pháp á, nó cũng dẫn mình quay trở lại với nghề phóng viên truyền hình của mình. Thì trong những cái đợt thực tập như vậy á, cái nơi mà cho mình đi học á, cộng với nhà trường họ bắt mình phải tìm cho được một cái chỗ nào nhận mình vào làm. Thế thì có bạn á, thì xin vào các cái cửa hàng để bán hàng. Có bạn thì đi làm ở nhà hàng thức ăn nhanh. Có bạn thì xin vào những cái chỗ mà người ta nuôi những cái con thú cưng bị bỏ rơi á, chó mèo bị bỏ rơi người ta đem về người ta nuôi. Có bạn thì cũng phải xin vào nhà xưởng, nhà máy để làm việc trong đó. Còn có người cũng không xin được việc luôn. Còn mình thì may mắn là mình xin vào được một cái đài truyền hình địa phương để thực tập ở trong đó. Đây là mình đi quay chung với một bạn phóng viên ở trong đài. Và cái chị nhân vật mà đầu bếp nấu ăn á, lại là một người Việt thưa các bạn. Chị tên Thủy hay là tên Thúy gì đó. Chị không có nói tiếng Việt và chị ở Annecy. Các bạn có coi video của mình nhiều rồi thì cũng thấy là mình ở Pháp mà ở cái vùng miền núi. Núi rất là cao cho nên là vào mùa đông á, tuyết rất là dày. Tuyết phủ dày cả mét ở trên mái nhà và dưới mặt đất thưa các bạn. Thì những lúc như vậy á, mình phải đi quay phim hoặc là đi với đồng nghiệp hoặc là tự đi một mình. Mà cái bá đạo nhất á, là cái vùng này là vùng tuyết cho nên có rất nhiều môn thể thao người ta tổ chức vào mùa đông ở giữa tuyết như vậy á. Mà những lúc như vậy thì phóng viên vẫn phải đi làm theo các sự kiện đó và thậm chí là lại còn tổ chức truyền hình trực tiếp ở bên ngoài thưa các bạn. Các bạn thấy là máy móc thiết bị của tụi mình dàn ra giữa tuyết như vậy đó, mà các bạn thấy tưởng tượng là mình đứng cả một buổi hoặc thậm chí một ngày ở ngoài trời tuyết như vậy á, tay á là coi như là nó cứng mà đến nỗi là mất cảm giác luôn á. Còn các bạn coi cái ba lô mình phải mang máy quay và các loại thiết bị ở trong đó nè, trời nó to còn muốn hơn mình luôn á, nó nặng lắm các bạn ơi. Nhưng mà cái nghề phóng viên đối với mình là một cái niềm đam mê từ nhỏ rồi. Cho nên được làm cái nghề mình yêu thích đó ở Pháp này thì quả thực là nó rất là vui. Bản chất của cái nghề phóng viên là nó rất là thú vị thưa các bạn. Mỗi ngày mình đều gặp những con người khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Nó rất là thú vị và cuộc sống của mình nó luôn mới mẻ mỗi ngày. Đặc biệt là khi các bạn nhìn nè, chúng ta làm việc với trẻ em, nó cực kỳ dễ thương. Rồi mình cũng có đi vào các viện dưỡng lão để quay về cái đời sống của người già ở trong các viện dưỡng lão nè. Rồi mình quay về những cái chú chó mà đi vào trong các viện dưỡng lão để mua vui cho các cụ già ở trong đấy. Ở Việt Nam thì mình cũng có tầm 15 năm kinh nghiệm làm báo. Kể từ ngày mà đặt bút viết cái tờ báo đầu tiên và nó được đăng trên báo á, cho đến ngày mà mình nghỉ việc để đi qua Pháp thì mình làm việc ở trong ngành báo chừng 15 năm, qua rất là nhiều thể loại báo chí, ví dụ như là báo in tức là báo viết cái tờ giấy các bạn đọc đó, báo điện tử là báo mạng đó, rồi truyền hình nè, chỉ có cái ngành phát thanh là lúc đó mình không hiểu sao mình không thích cho nên mình không chọn thôi. Thế thì trong những cái đợt thực tập như vậy mình cũng sản xuất ra tin bài để phát sóng trên đài bình thường giống như là những phóng viên khác. Tuy vậy lúc đó mình cảm thấy rằng vốn ngôn ngữ của mình mới qua học nó chưa có đủ để làm phóng viên. Bởi vì làm phóng viên thì nó yêu cầu về ngôn ngữ rất cao, ngôn ngữ phải cực kỳ chuẩn xác và mạch lạc. Nhưng mà cơ duyên đưa đẩy cũng rất là thú vị các bạn ạ. Lúc bấy giờ có người họ biết rằng mình từng là phóng viên ngành truyền hình ở Việt Nam và hiện cũng đang làm việc cho cái đài truyền hình địa phương với cái tư cách là phóng viên thực tập á, thì người ta cũng cho mình cái cơ hội đi quay phim sự kiện các bạn ạ. Mà hồi nào giờ mình đâu có quay phim bao giờ đâu, ở Việt Nam á, hầu hết biên tập viên phóng viên không có quay phim. Cameraman là một anh khác và anh đấy anh thực hiện ý tưởng của biên tập viên. Thế thì mình đâu có biết quay phim các bạn,
Nhưng mà giờ người ta kêu quay phim mà dạy gì không đi, vẫn đi bình thường, vừa làm vừa học, học là chủ yếu. Nói thôi bây giờ tôi chưa biết gì hết, anh dạy tôi đi. Thế mà máy móc thì nó to, các bạn thấy không? Máy quay phim sự kiện, đây là quay âm nhạc nè, nó to, mình phải đứng ở trên cả một cái bục cao vậy á, mình có chút ép à. Mà giờ muốn quay á thì vừa phải đứng trên bục, mà thậm chí thỉnh thoảng phải nhóm lên là mới thấy cái màn hình thôi các bạn. Tôi nói quay về là xong, nó mỏi cổ mỏi vai kinh khủng lắm. Đây là cái sự kiện âm nhạc thường niên, mỗi một lần người ta tổ chức như vậy á là 3 đêm, mà 5 giờ chiều mình có mặt, tức là đồng nghiệp nam người ta set up máy hết rồi, chứ mình nữ mình không có đụng vô. Ở trong team chỉ có 2 người nữ thôi, thậm chí có khi chỉ có một mình thôi. Thế thì mình không có phải là cái người mà phải đưa máy móc lên nọ kia, nhưng mà phải đứng như vậy đó suốt từ khoảng là 6 7 giờ chiều miết cho tới 1 2 giờ sáng mới về nhà. Mỗi lần như vậy á là về nó đau nhức ê ẩm cả thân mình cả tuần mới hết các bạn. Và đây là buổi truyền hình trực tiếp giải vô địch football toàn thế giới được phát trực tiếp trên đài truyền hình Thụy Sĩ. Còn đây là chân dung của em cũng trong những buổi đi quay, nhưng không phải là quay phim sự kiện mà là quay phim đám cưới thưa quý vị. Thế là từ một cái đứa không biết gì về quay phim hết, thì qua bên Pháp này em bắt đầu học nghề quay phim bằng cách là tự học và học với các đồng nghiệp khi mình đi quay đó các bạn. Và có người họ tuyển em đi làm cái camera woman đi quay đám cưới. Đây là em lúc đi quay đám cưới thưa quý vị, rất là hiếm hoi bởi vì quay đám cưới nó cực dữ lắm. Đây là bạn lo chụp hình cho, chứ nếu không thì em không có hình gì đâu. Thưa quý vị, ở bên Pháp phụ nữ họ làm việc hay là họ vui chơi cũng giống như đàn ông vậy. Đàn ông có thể làm nghề quay phim thì phụ nữ cũng làm nghề quay phim. Đàn ông đi đua xe thì phụ nữ họ cũng đua xe và họ đua ngang với đàn ông như thường. Và chính vì vậy em chân yếu tay mềm cũng phải vác máy đi quay phim với người ta thưa quý vị. Quay ngang hàng với những cái đồng nghiệp nam ấy. Mỗi lần mà quay phim á là bước ra khỏi nhà từ khoảng 8-9 giờ sáng, tùy cái địa điểm đó nó xa nhà hay không, và quay mãi cho tới là 1 giờ khuya đó thì mới đóng máy, 2 giờ mới bò về tới nhà thưa quý vị. Cũng may là có anh bạn lo anh chịu khó đưa đón, chứ quay xong rồi bảo đảm không thể nào mà lái xe nổi đâu. Đó là em nói về em á, chứ những phụ nữ khác họ vẫn phải lái xe về nhà như thường, còn em mà nếu mà lái xe chắc giờ này không còn ngồi đây nữa rồi. Tại vì lúc đó mới qua cái rột, cái bằng nó cũng còn mới toanh, mà ở đây đồi núi ghê lắm, sợ lắm, không có dám chạy. Quay phim thì nó rất là cực và mình làm rất là nhiều tiếng trong ngày, nhưng mà tổng lại thì cái thu nhập nó cũng được, tuy là nó không bằng cái nghề chụp hình đâu. Chụp hình ở đây thì họ thu nhập cao hơn gấp 3, 4, thậm chí 5 lần so với quay phim, mặc dù công việc của họ nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà thu nhập họ cao hơn. Tuy nó cực nhưng em vẫn muốn đi quay phim. Thành thử mà khán giả của em ở bên Pháp á, mà có muốn quay phim đám cưới, đám ma, đám mừng tuần, đám thôi nôi, đám sinh nhật gì á, quý vị cứ kêu em nha, cứ hốt em là em đi hết á. Tại vì cái chuyện quay phim này giờ nó trở thành cái nghiệp của em rồi thưa quý vị. Bây giờ mà rảnh ra không có ai kêu đi làm, mấy năm nay Covid nó hành quá, đâu có ai đám cưới, đám đồ gì đâu mà kêu. Nhưng mà hễ cứ có cái cơ hội làm phim là em lại tham gia thưa quý vị. Em cũng tìm tới những cái hội nhóm những người quay phim, rồi tham gia các cái cuộc thi. Ví dụ như đây là cuộc thi làm phim 48 giờ nè, ở bên Geneva, Thụy Sĩ. Qua bên đó mình tham gia với các cái bạn bè cũng trong cùng một ngành, mà họ đến từ khắp các nơi khác nhau ở trên thế giới, mình học hỏi với nhau. Đồng thời đây cũng là cái cơ hội mà để mình còn được nói tiếng Anh nữa, chứ lâu quá không xài nó quên hết quý vị ơi. Mỗi một cái lần mà mình tham gia như vậy á thì cái công đoạn mà mình tham gia là xây dựng kịch bản và cùng với các cái bạn nam ngồi để hậu kỳ cái phim đó. Các bạn thấy mình đang ngồi cùng các bạn để hậu kỳ phim.
Ngoài ra thì có thời gian, có điều kiện thì em cũng tới tham quan các cái đài truyền hình và đài phát thanh ở địa phương này quý vị. Bây giờ dường như cái câu chuyện quay phim nó trở thành cái nghiệp của em rồi thưa quý vị. Cho nên á, dẫu có công chuyện để làm mà có thu nhập em cũng tìm hiểu, cũng tham gia, mà làm không có thu nhập em cũng tham gia, thậm chí đi làm mà phải đóng tiền em cũng vẫn tham gia thưa quý vị. Đây là một cái đài phát thanh địa phương nơi mình sống. Nó có tên là Radio Mont Blanc. Còn cái đài truyền hình mà mình thực tập hồi xưa đó, nó có tên là UIT Mont Blanc. Còn đây là cái đài truyền hình quốc gia Thụy Sĩ nè các bạn. Mình rảnh là mình có điều kiện mà họ mở ra những cái buổi tham quan vô tìm hiểu á, là mình đi hết. Chắc có lẽ đây là một cái ẩn ức, một cái nỗi nhớ nghề, và đồng thời cũng là sự tò mò để xem thử bên phương Tây này người ta làm cái ngành của mình như thế nào, máy móc thiết bị của họ ra sao. Thì phải nói là thực sự là chỉ có biết bái phục thưa quý vị. Phim trường và máy móc thiết bị của họ, quý vị coi, nó vô cùng hiện đại và nó rất là hoành tráng. Hồi xưa bên Việt Nam của mình á, mỗi lần mà thu một cái chương trình thời sự trực tiếp hoặc là truyền hình trực tiếp một cái sự kiện á, là từ 5-7 người tới cả hàng chục người. Nhưng ở đây các bạn thấy nè, các bạn coi trên trần nhà nè, 300 cái đèn và cũng chừng đó 100 cái camera, nó đáp ứng nhu cầu quay mọi ngóc ngách của biên tập viên. Một cái biên tập viên mà họ làm từ A tới Z, họ làm từ nội dung cho tới kỹ thuật, chỉ cần ngồi đó và bấm máy là các cái camera nó tự động nó xoay, nó quay và nó đổi góc máy à. Thưa quý vị, nãy giờ là em kể với quý vị là những cái gì em đã làm trong 3 năm đầu từ khi em đến Pháp nha quý vị. À, và trong 3 năm đó thì em cũng khắc phục được cái nỗi sợ lái xe của mình luôn và đã bắt đầu lái xe thuần thục, để có thể tự lái xe đi học, tự lái xe đi chợ vân vân mà không cần nhờ tới bạn lo nữa. Ngoài ra thì thỉnh thoảng em cũng có đi làm lễ tân khi người ta có tổ chức sự kiện nọ sự kiện kia, ví dụ như là cái sự kiện khai trương cái tuyến đường sắt cao tốc chạy từ vùng Ottawa của em bên Pháp này qua bên Geneva của Thụy Sĩ. Thế thì em cũng đi làm lễ tân cho những cái sự kiện như vậy. À, và về mặt ngôn ngữ á, thì sau 3 năm được chính phủ Pháp cho đi học một cách rải rác, mỗi năm chừng 3-4 tháng như vậy. Ngoài ra thì em tự học ở nhà. Thì toán em đã đạt được cái trình độ B2, tức là cái trình độ 4/6. Theo tiêu chuẩn châu Âu thì người ta chia cái việc học ngôn ngữ thành 6 cấp độ. Thì em đã học được tới cái cấp độ thứ 4 rồi, và đang học tới cấp độ thứ 5 thì coi như COVID của ập tới, thành ra là phải tạm nghỉ học. Và đó cũng là cái thời điểm mà bạn lo nhà em bị bệnh, phải mổ tim, một cái ca mổ rất là nặng thưa quý vị. Cho nên là bạn cần có mình ở nhà để mà phụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Vậy là coi như cái kế hoạch mà định học xong cái cấp độ thứ 5 đó rồi đi làm thì coi như là vừa dịch bệnh rồi vừa chồng đau ốm nó đập tới, thì coi như là em ở nhà mãi cho tới nay. Và trong thời gian đó thì em làm YouTube hầu quý vị đây. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, chỗ nào vui vẻ thú vị là em tìm tới thưa quý vị. Và ngoài cái thời gian làm YouTube ra đó, thì thưa quý vị, cứ mỗi ngày thứ 2, thứ 6 mà em post cái video lên cho quý vị coi xong á, là vừa post lên quý vị ở đó coi và comment nọ kia, là lúc đó em quay lại em chuẩn bị bài vở để em dạy tiếng Pháp. Em dạy kèm cái trình độ vở lòng, tức là trình độ A1, A2 cho các bạn ở bên Pháp nè. Mà các bạn ở lâu rồi hoặc là đang là du học sinh, sinh viên mà không nói được tiếng Pháp, không giao tiếp được á, thì các bạn cần học thì em dạy kèm cho các cái bạn đó. Tại vì mình đã từng học qua cho nên mình biết đâu là cái vướng mắc, đâu là cái điểm khó của người Việt khi học ngôn ngữ nói chung và học tiếng Pháp nói riêng. Thì mình đã tìm cách mình gỡ được nó, và mình biết đâu là cái điểm tựa trong tiếng mẹ đẻ của mình để có thể giúp mình gỡ những cái điểm khúc mắc đó. Và mình cũng tin rằng là cái gì mà mình đã trải qua
những cái gì mà mình đã thông hiểu, đã thấu suốt được á, thì mình có hoàn toàn có khả năng diễn đạt lại nó cho người khác để giúp người đó hiểu một cách rõ ràng. Tại vì dạy kèm nó cũng là cái nghề tay trái của em từ hồi em học lớp 6 rồi thưa quý vị. Ở trong lớp có mấy bạn vẫn học yếu yếu á, các bạn thấy mình học được hay cái bạn nói là thôi mày có thời gian không mày nhận dạy kèm tao với. Nói thiệt chứ hồi nhỏ em đi chăn bò thưa quý vị, một buổi đi học, một buổi đi chăn bò. Mà bây giờ bạn không đi học kèm với cô mà bạn lại đề nghị em dạy cho bạn thì thôi em nhận luôn. Mà em dạy riết rồi thời sinh viên của em là cũng một phần cái cuộc sống sinh viên cũng nhờ cái đồng tiền em đi dạy kèm. Rồi ra trường thỉnh thoảng cũng có một số các cái doanh nghiệp người ta mời em dạy cho bà con. Ví dụ như dạy tiết kiệm điện chẳng hạn, dạy cho học trò ở trong nhà trường và dạy cho các cái doanh nghiệp. Rồi bây giờ em dạy tiếng Việt cho người Anh, người Pháp. Rồi coi như là ngược lại em cũng dạy tiếng Pháp cho người Việt luôn. Mà dạy tiếng Pháp cho người Việt là em chỉ dạy những cái trình độ sơ cấp thôi nha quý vị. Phương pháp dạy của em là tập trung vào giao tiếp và cách phát âm. Tức là em không hứa sẽ dạy cho quý vị phát âm như người bản xứ đâu thưa quý vị. Bởi vì bản thân em cũng đâu có phát âm như người bản xứ được đâu. Nhưng mà ta phát âm gần giống họ đến 70-80% để đạt cái hiệu quả giao tiếp là tốt rồi phải không? Mục tiêu của em là dạy để làm sao quý vị nói thì họ hiểu, mà ngược lại họ nói thì quý vị hiểu. Đó là cái mục tiêu cao nhất chứ không phải là dạy để quý vị phát âm như người bản xứ đâu. Tại vì bản thân em cũng chỉ mong là phát âm giống với họ đến 80-90% là mừng rồi thưa quý vị. Chỉ có con nít nó sinh ra ở đây hoặc là nó qua đây từ nhỏ, nó đi học ở đây thì nó mới phát âm được giống như người bản xứ thôi. Chứ còn mình đã lớn rồi, hơn 20 tuổi mình qua đây là chắc chắn không thể nào mà đạt được cái giọng như người bản xứ nữa cả. Rồi 10 giây dành cho quảng cáo, ai muốn học trình độ sơ cấp tiếng Pháp liên hệ em nha. Ai muốn quay phim các sự kiện ma chay cưới hỏi gì cũng liên hệ em luôn. Em cũng bao luôn khoản đó nha quý vị. Em có mở công ty để hoạt động trong cái lĩnh vực quay phim đó và mọi thu nhập của em đều dồn vào trong đó để đóng thuế luôn, cho nên quý vị yên tâm. Rồi ngoài ra thì quý vị cũng thấy rồi đó, em làm YouTube. Em giống như thợ đụng vậy đó, đụng đâu em làm đó thưa quý vị. Ai mướn gì em làm hết trơn á. Người ta nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề, mà em đụng đâu em làm đó thưa quý vị. Tuy vậy á, không phải em làm lung tung như vậy mà em làm không có chất lượng đâu. Nếu như quý vị có coi YouTube của em á, thì quý vị cũng thấy cái bản tính con người em nó bộc lộ trong đó phải không? Tuy là trời cũng sinh em ra tài hèn sức mọn, không có làm được cái chuyện gì to tát, nhưng mà làm được cái gì á, thì em cũng để cái tâm của mình vô trong đó. Nói thiệt với quý vị như vậy á. Trong các cái công việc mà em có thể làm á, thì nói thiệt với quý vị là làm YouTube là em thích nhất á. Bởi vì nó đúng với cái bản chất và cái tâm hồn con người em. Thành ra là em cũng rất là muốn gắn bó với nó. Nhưng mà thưa thiệt là trời ơi, cái công việc này nó nhọc ghê lắm. Làm YouTube như em á, thì nó phải tỉ mỉ trong từng góc máy, từng cái thông tin mà mình đưa đến người xem, từng cái file âm nhạc mà mình chọn để gắn vào, và từng cái cân chỉnh, từng cái nọ, từng cái kia, nó rất là nhiều, cho nên nó mất rất nhiều thời gian và năng lượng. Làm YouTube á, thì em được sống với đúng cái con người mình và đúng với cái sở thích của mình cũng như là cái sở trường của mình. Tức là muốn đi, muốn tìm hiểu, muốn khám phá và giới thiệu lại cái hay, cái đẹp ở bất cứ đâu mà em được tiếp cận đến với quý khán giả, những người chưa có điều kiện để đặt chân tới đó. Đó là cái
Ước mong của em từ cái lúc mà em còn mới còn nhỏ 6-7 tuổi là em đã thích như vậy rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng á là cái công việc YouTube á, hiện nay nó vẫn chưa nuôi sống mình được. Có nghĩa là vẫn phải nhờ chồng nuôi, chứ nếu chồng không nuôi mà cứ suốt ngày cắm mặt vào cái YouTube này là chắc tới tháng em phải đóng cái móc ở trên trần nhà rồi. Em móc miệng em lên thôi thưa quý vị. Mà nó cực ghê lắm, nó nhọc người và thậm chí là thỉnh thoảng á nó kiệt sức, tại vì bản chất là sức khỏe của mình nó cũng không có ổn lắm. Nó không được khỏe như người ta, nó có nhiều cái vấn đề sức khỏe lắm, mà kể ra chắc là quý vị nghe quý vị thấy mắc mệt. Và hơn nữa đó, làm những cái chủ đề như thế này thường thì người ta có đội nhóm, người ta có nhóm 3-4 người. Thậm chí những cái đài truyền hình mà người ta làm những cái video giống như em làm là người ta phải có cái đội cả mười mấy người với máy móc thiết bị hiện đại. Còn em thì chỉ có hai tay với cái điện thoại thôi, bây giờ còn có thêm cái cây gimbal. Chứ ngày xưa lúc mới làm những cái video quý vị coi, một năm trời vừa qua là em chỉ quay bằng một cái điện thoại với đôi tay thôi. Mới có cái gimbal hồi Noel tới giờ. Tại vì hồi trước chồng cũng mua cho một cây mà vừa mua về xong em làm bể mất rồi, nên em tự phạt mình nguyên năm trời em quay không có gimbal thưa quý vị. Kể ra với quý vị những cái gì em đã làm qua 5 năm thì em thấy nó bé mọn và xấu hổ quá thưa quý vị. Tại vì người ta đi nước ngoài 5 năm người ta làm nên ông nọ bà kia, làm nên sự nghiệp này nọ, mà em 5 năm tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Cái em có quý giá nhất là một gia đình hạnh phúc và một người chồng luôn thương yêu và hậu thuẫn mình thôi. Đã trường tình với nhau như vậy đó, để quý vị thấy rằng là làm YouTube thì em rất là thích. Nhưng mà thu nhập thì rất là kém. Đã vậy rồi lại còn có một cái số người họ vô, họ nói những cái lời vô cùng độc địa và khó nghe, nên nhiều khi em thấy tổn thương lắm. Cho nên là nhiều lúc mệt mỏi quá em cũng muốn bỏ kênh đó quý vị, bỏ không muốn làm nữa luôn á. Nhưng mà không làm thì cũng nhớ cái công việc này và nhớ khán giả lắm. Bởi vậy cho nên là em cũng vẫn phải trở lại. Thành ra quý vị nào mà có thương yêu cái kênh của em và thương yêu bản thân em á, thì xin quý vị vui lòng bỏ một chút thời gian đăng ký cái kênh của em, bấm like rồi để lại bình luận khi xem kênh, vân vân. Quý vị cũng có thể chia sẻ nó trên Facebook hoặc là chia sẻ nó với những cái người mà cùng sở thích như mình đó, để cho cái kênh của mình nó được lan tỏa đến nhiều khán giả hơn, và như vậy thì Tuấn Tuấn cũng có động lực để làm thêm nhiều video hơn cho quý vị coi. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao mà biết mỉm cười, phải không quý vị? Và thưa quý vị, đó là những cái chuyện mà em đã và đang làm trong 5 năm qua kể từ ngày đặt chân tới Pháp. Thế thì cũng từ đó mà nó có cái ý tưởng cho cái chuyện sắp tới. Dự định là em sẽ làm trong tương lai mà không biết có được không. Đó là thông qua kênh YouTube của em á. Thì một số khán giả coi xong rồi bị mê, bị thu hút. Cho nên là một số vị có đề nghị Tổng Tổng dẫn tour du lịch cho quý vị khi mà quý vị qua Pháp thăm chơi. Thì cái lời đề nghị này nó xuất hiện từ năm ngoái tới năm nay rồi. Nhưng mà Tổng Tổng chưa có dám nhận, tại vì mình chưa bao giờ là hướng dẫn viên du lịch cả, sợ rồi làm sẽ không được hay là không biết cái cách thức nọ kia thì nó mất lòng. Nhưng mà lời đề nghị của khán giả thì ngày càng nhiều hơn, và cũng nhiều người trong số đó động viên Tổng Tổng là cứ làm đi. Và bắt đầu từ những cái khán giả dễ thương, những cái người mà yêu thương mình nhất đó, thì quý vị thấy Tổng Tổng có nên làm không ạ? Ai ủng hộ cái ý tưởng này xin vui lòng cho Toản Toản xin một like cùng với một cái câu ủng hộ dưới phần bình luận nhé.
Và nếu như quý khán giả nào mà có kinh nghiệm về cái ngành du lịch cũng như là hướng dẫn du lịch đó, thì có thể cho mình xin một ít kinh nghiệm của người đi trước được không ạ? Để tiện trao đổi thì quý vị có thể liên lạc với Toản Toản qua cái fanpage tên là Toản's Corner, hoặc là qua cái địa chỉ email nước Pháp có gì hay viết liền không dấu a@gmail.com. Toản Toản xin cảm ơn trước về điều này nha. Thực sự mà nói thì Toản Toản nghe qua cái công việc này á thì thấy cũng thích, thấy rất là thích luôn, tại vì cảm thấy nó cũng phù hợp với cá tính và cái khả năng của mình. Tức là khả năng diễn đạt á, nhưng mà kinh nghiệm thực tế thì chưa có, tại chưa làm bao giờ. Thế thì nếu như có khán giả nào mà yêu thương Toản Toản, tin tưởng Toản Toản và có thể bỏ qua được những cái sai sót, những cái chệch choạc ban đầu á, thì quý vị đừng ngại liên lạc với Toản Toản khi có nhu cầu du lịch Pháp nhé. Còn bây giờ thì Toản Toản xin được dừng video đây. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau nha. Au revoir, bye bye.